Cái sâu chân mày rồi thì sẽ đến cái bước rất là quan trọng, chính là đôi mắt. Đôi mắt chỉ là cái cửa sổ tâm hồn luôn. Thế này hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng, cách vẽ mắt làm sao cho nó đẹp nhất nhá. Thì cái bảng màu mắt ngày hôm nay em đang sử dụng đó chính là cái bảng màu mắt Coca-Cola kết hợp với của The Face Shop. Thì cái bảng này là cái bảng gọi là limit, cái bảng gọi là limit, không biết bây giờ còn không. Mọi người có thể lên trang The Face Shop mọi người tìm nhá, hoặc là có thể liên hệ với bạn chị Hương bán hàng trên cái hàng Hàn thì cũng khá là tin tưởng với hàng nó cũng chuẩn đấy. Thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người, ngày hôm nay thì em sẽ sử dụng hai cái bảng màu mắt này, và sẽ sử dụng cái cùng là một cái màu mắt, nhưng mà cái màu này là em đang sẽ sử dụng cái eyeliner. Bình thường thì em hay cái sử dụng cái gel Johnny Molly để cái eyeliner, nhưng mà ngày hôm nay thì em sẽ không sử dụng cái này, mà em đang sẽ sử dụng cho mọi người cái bột, hướng dẫn cho mọi người cái bột để mọi người có thể tạo được cái eyeliner trong nó tự nhiên nhất. Thì cái này bí quyết này em na vừa mới thực hành ở trên mắt, cho nên là ngày hôm nay chia sẻ với mọi người luôn. Đấy, thì đầu tiên thì sẽ sử dụng cái bảng màu mắt này nhá. Thì mới bắt đầu thì chúng ta khi mà chúng ta ấy, mới đánh ấy, thì mọi người chỉ cần nên chọn một cái màu, chọn một màu. Ví dụ như ở đây có 9 màu mắt đúng không, thì mọi người chỉ muốn chọn một màu thôi để mọi người vẽ thôi. Tại vì khi mà mình mới tập thì mình không biết cách pha màu thì nhìn nó rất là rối mắt, cho nên là mình chỉ cần sử dụng một màu là thôi là ok rồi. Thế thì ngày hôm nay thì em đã sẽ sử dụng cái màu này nhá, hay là màu này đi, thôi màu này nhá. Màu này đi, màu nào nó cũng đẹp hết cả mà. Đấy. Thì cái việc đánh mắt thì rất là dễ thôi mọi người. Mọi người bắt đầu mọi người chỉ cần xác định cho em ra cái bảng cái màu mắt của mình này. Đấy, đây là cái màu mắt của mình nhá. Thì chúng ta đánh cái màu mắt thì nó chỉ tập trung, nên là chỉ tập trung ở cái phần mà màu mắt này thôi, thì nó sẽ ok nhất cho mọi người. Đánh lan nó lên cả cái phần trên chân mày thì nhìn nó không đẹp lắm. Đấy, thì đây là cái bí quyết của em Na, thì mọi người có thể làm theo nha. Thì đánh ở phần cái màu mắt trông nó rất là ok. Đấy, trông nó rất là ok thôi. Đấy, thì mọi người chỉ cần đánh như thế thôi. Chúng ta chỉ đánh màu mắt, đánh cứ gì 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 đấy, từ đầu cho đến đó, đến nấm, đến đuôi. Ngoài ra thì mọi người có thể, cái cọ là mọi người có thể sử dụng cái cọ rèn như thế này nhá. Ngoài ra thì mọi người có thể lựa chọn thêm một cái cọ mà cái đầu tròn như thế này để mọi người phát cái phần 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 mắt sao cho nó nhìn nó lan cho nó đẹp ấy. Nhưng mà cái kỹ thuật này thì sợ là hướng dẫn mọi người nhiều quá nên mọi người lại không nhớ, cho nên là chỉ cần nhớ đó, đánh cho em Na một cái nhẹ nhàng, một cái màu mắt nhẹ nhàng thôi. Cái ưu điểm của cái bảng màu mắt này thì nó cực kỳ là thử màu, khá là ok luôn mọi người, mà màu lên rất đẹp. Thôi chúng ta đánh ở trên bầu mắt mọi người, đây là thế này là xong rồi nhá. Và chúng ta phải đánh được phần dưới, đừng có quên phần dưới bầu mắt nha, phần ở dưới mi mắt dưới nha. Tại vì là mọi người nhìn như thế này thì sẽ thấy mắt của em Na bên to bên nhỏ, thì chính vì em Na sẽ hướng dẫn cho mọi người cái kỹ thuật, mọi người thích ý nhá. Thế là xong cái phần